chắc là ba tám. Mọi người đi. Mẹ tôi. Này dự trù sống từ giờ đến lúc bán là 70-80% là kéo lên hơn 10 tấn cá rồi. Cái này đúng thật. Mưa to là phải không ra là mẹ nó xuống hết ruộng. Thì mưa to là mình phải ấy, xong rồi đem máy bơm nước tần đi. Mưa à, có nghĩa là mưa to là mình phải chạy ra mình tháo nước ra. Ở trên nó trên là một ống à. Nếu nó qua một nữa, dưới nó một ống nữa. Đó nghĩa là nước ra nước vô. Nhưng mà nếu mà mưa lớn quá thì phải đưa máy bơm vào hút phụ. Phá không nổi. Phá không nổi. Nếu mà không nổi phát nó ra hết ruộng. Thì chủ nó cũng má mình tưởng tượng mà hay thì là phải 200 ấy phải là có người trực 24/24. Mưa to là phải ra là quất liền. Alo. Cá nhưng mà đẹp hết à. Như cá kiển nghe hả? Cá đấy là cá coi. Cá vô trong đây chơi rồi. À, có gì không? Cá coi đúng không? Là bán cá coi. À, ủa gì là mình nuôi chung luôn hả? Ừ. Là mình nuôi nó theo tầng theo lớp của nó. Đến nay đã bắt được có 30 con cá. Quá trời. Cá coi sau này mình bán kiển đúng không? Ừ, đúng rồi. Đợt như là hỏi ai mấy ai mà bán như là 80 một lần cho ăn á. Hết luôn hả? Một có cái coi là 80.000 con hay gì á. Cá chép à. Cái coi á, cái này cái Nhật á. À. Cái này nó mút lớn nó đẹp. Ê, mình chó đây không vậy mấy con mấy phía bên kia nó không. Nó bu vào đây hết à. Cứ cho cần cái này nè. Thế vậy chưa quay gà rồi mẹ. Nó nuôi gà cơ, tới giờ tự nhiên con gà nó ở đâu nó về tới. À, cũng như cá ấy, quăng cá lại bù lại đúng không? Mốt mình làm à, nhà mình có cái ao nhỏ nhỏ này mình nuôi cá coi. Ừ. Nuôi cá coi rồi nuôi cái bể kiếm nuôi kiển mà. Cái này không có 2 ký thì cái cá nó mới đẹp. Nuôi cá coi á muốn đẹp á phải xây cái gọi là quy một cái gọi là thành cái gọi là cái hồ nông bộ nữa mà nó giống như là bật mình đi ngang qua được á cục đá nó gọi là cái ao nhưng mà có đá đi bộ qua đó nhìn vậy giống như quán cà phê á, nó mới được là đẹp được. Còn cá coi mà nuôi trong hồ hay là trong gì đó là đấy là cá coi là mình phải đi ngang qua nó mới đẹp á. Ừ, dạng như là vậy á. Còn hồ lớn